vào sáng nay 17 tháng 12 theo giờ địa phương tại trụ sở Quốc hội Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp tục có cuộc hội kiến với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaya Naidu. Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Venkaya Naidu nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người, nền văn hóa, nhiều điểm tương đồng giữa hai nước trong chuyến thăm và tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Sắc 2019 được tổ chức tại Việt Nam Nhân dịp này, Phó Tổng thống Venkaya Naidu cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã có những hỗ trợ kịp thời trong thời khắc Ấn Độ khó khăn nhất trong phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ và luôn quan tâm theo dõi tình hình Ấn Độ, đồng thời chúc mừng Ấn Độ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai bên trong thời gian qua nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao các cấp của nhà nước chính phủ quốc hội và trên các kênh đảng địa phương và giao lưu nghị sĩ hữu nghị giao lưu nhân dân nhất trí tăng cường các hoạt động phù hợp để hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa có thế mạnh của nhau chủ tịch quốc hội cũng hoan nghênh các doanh nghiệp ấn độ đẩy mạnh đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực như công nghệ chế biến chế tạo công nghiệp phụ trợ ô tô công nghệ thông tin và truyền thông năng lượng tái tạo nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân và du lịch trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động ứng cử và bầu cử vào các vị trí của các tổ chức quốc tế, cũng như đánh giá cao sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Ông Bila đã chứng kiến Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng thư ký Văn phòng Hạ viện Ấn Độ, Upan Kumar Singh ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ trong lĩnh vực thư viện và truyền hình quốc hội.